Chiều ngày 19 tháng 9, họp báo ra mắt Hoa hậu Mỹ Hòa Quốc tế Việt Nam Miss International Global Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Mỹ Hòa Quốc tế Việt Nam Miss International Global Việt Nam 2023 là cuộc thi danh giá dành riêng cho những người phụ nữ thành đạt trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Cuộc thi tôn vinh những người phụ nữ tài sắc, thành đạt và có sứ mệnh đóng góp ý nghĩa tích cực cho xã hội. Với chủ đề Be Brave and Stop Bullying, hãy dũng cảm và dừng bạo lực. Chính những người đẹp của Miss International Global Việt Nam sẽ là những nhân vật đại sứ đặc biệt, truyền tải thông điệp sâu sắc, trao quyền bình đẳng cho thế hệ phụ nữ Việt và hành động ý nghĩa để tạo ra những giá trị cho xã hội. Buổi họp báo có sự góp mặt của ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi của trưởng ban tổ chức Miss International Global 2023, Hoa hậu Trần Hà Trâm Anh, phó trưởng ban tổ chức, CEO Crystal Star Entertainment, ông Vũ Thái, bà Đa Thiên Sarantu, chủ tịch MIG Group. The Miss Globe 2017, Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, đương kim Hoa hậu Mỹ Bà siêu sao quốc tế, Miss Celebrity International 2023, Hà Bích Ngọc, Hoa hậu Loan Vương, Miss International 2018, Nam Vương Đạt Kiều, Mr. Supranational Asia 2022, Á hậu Doanh Nhân Lan Hương, cố vấn sản xuất chương trình, Á Hoàng Kim Cương, Hạnh Kim My. Ông Huỳnh Minh Hòa, Founder and CEO công ty Việt Mission, Nikki Đỗ, National Director Miss Earth Việt Nam. Cuộc thi chính thức khởi động tuyển sinh từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023 với những hoạt động giao lưu quảng bá trên khắp cả nước. Sau giai đoạn tuyển sinh, cuộc thi sẽ diễn ra các vòng sơ khảo và đi đến vòng chung kết từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023. Nội dung các phần thi bao gồm phần thi trình diễn thời trang, khám phá du lịch, ẩm thực của địa danh để đồng hành trong chương trình và các hoạt động thiện nguyện. Trong đó, đêm chung kết sẽ được diễn ra tại thành phố Phan Thiết, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả. Thông qua những phần tranh tài hấp dẫn, Hoa hậu Quý bà Quốc tế Việt Nam sẽ vinh danh 5 người đẹp xuất sắc nhất. Ngoài danh hiệu Hoa hậu sẽ có thêm 4 danh hiệu Á hậu. Top 5 đều sẽ sở hữu những chiếc vương miện riêng cho mình, cùng với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Xin chào everyone, tôi là Vũ Thái, CEO của Crystal Star Entertainment và đồng thời cũng là resident của Miss International Global Việt Nam 2023. Về lý do mà tôi quyết định tổ chức cuộc thi Miss International Global Việt Nam Hoa hậu Quý bà Quốc tế Việt Nam 2023 là vì khi tôi đưa thí sinh của tôi là chị Hoa hậu Trần Hà Trâm Anh sang Malaysia thì tôi thấy được cái tiêu chí và cái cách thức tổ chức vận hành của bên Malaysia thì tôi và chị Trâm Anh có trao đổi với nhau về nếu như Việt Nam của mình có thể đóng góp một phần nào cho tổ chức của thế giới thì mình sẽ làm một cuộc thi ở Việt Nam. Và ngay sau đấy thì chúng tôi đã lên cái kế hoạch trong vòng một năm trời để tổ chức cuộc thi với mong muốn là xây dựng được một cộng đồng phụ nữ có thể giúp cho phụ nữ có những hoàn cảnh khó khăn hoặc là những người bị bạo lực về gia đình, về xã hội hoặc là về online, về mặt tinh thần. Thì về mặt tinh thần và tôi mong muốn là trong năm nay vào tháng 11 này vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Quốc tế Việt Nam sẽ mang lại những cái giá trị thiết thực, ý nghĩa và văn minh tại Phan Thiết, Bình Thuận. Xin chào Lavian, mình tên là Loan Vương, Miss International 2018. Rất vui khi được nhận những cái câu hỏi phỏng vấn từ Lavian. Với vai trò là đại sứ của cuộc thi thì Loan cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy rất là hạnh phúc, cũng giống như là hân hoan khi mà đảm nhận được vai trò này. Có thể là ban tổ chức đã tin tưởng Loan sẽ có thể chia sẻ được năng lượng của mình cho tất cả các bạn để cho các người phụ nữ có thể trở nên đẹp hơn và tự tin hơn. Đối với Loan thì tiêu chí để tạo ra Tân Hoa hậu sẽ có nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng Loan sẽ chia sẻ một cái tip mà Loan sẽ quan trọng hơn, đó là sự thanh lịch. Vì Loan nghĩ sự thanh lịch nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái cạnh, ví dụ như là về hình ảnh, cũng giống như ngôn từ và thái độ. Đó là những cái tiêu chí mà tạo cho người phụ nữ có một sự tinh tế và sẽ trở thành một cái người phụ nữ đặc biệt hơn trong mắt của người đối diện.
Xin chào Lavion, mình là Hà Bích Ngọc, đại sứ của cuộc thi Miss International Global Việt Nam 2023. Bích Ngọc rất vui khi trở thành một trong ba mảnh ghép, ba người đại sứ đại diện cho ba tiêu chí là dũng cảm, thanh lịch và thông minh. Và riêng với cá nhân Bích Ngọc thì tiêu chí để Bích Ngọc chọn ra một Miss International Global Việt Nam 2023 đó chính là sự tự tin. Sự tự tin đó toát lên từ việc bạn ấy biết chăm sóc bản thân của mình, khiến cho bản thân mình xinh đẹp hơn, biết kỹ năng catwalk, kỹ năng trả lời phỏng vấn và quan trọng nhất là kỹ năng quản lý quỹ thời gian của mình để có thể theo dõi và đáp ứng được cái lịch trình của ban tổ chức trước, trong và sau cuộc thi. Xin chào Lavion, tôi tên là Trần Hà Trâm Anh, hiện đang là Miss International Global năm 2023. Lý do tôi đưa cuộc thi Miss International Global về Việt Nam là khi tôi tham gia cuộc thi này tại Malaysia, tôi nhận thấy rằng chủ đề của cuộc thi Be Brave and Stop Bullying rất thích hợp với chủ đề nóng hỏi hiện nay trên thế giới là bạo lực. Bạo lực có thể diễn ra ở tất cả mọi nơi với tất cả mọi đối tượng. Vì vậy tôi mong rằng thông qua cuộc thi này, tôi có thể góp một phần nhỏ vào việc lan truyền, nâng cao ý thức về việc chống bạo lực và tạo ra cho mọi người một cuộc sống tích cực hơn, hạnh phúc hơn. Với cương vị là đại sứ của cuộc thi Miss International Global, tôi rất vinh dự khi được làm việc với các anh chị trong ban tổ chức và ban giám khảo cũng như các đơn vị báo chí, tại vì tất cả mọi người đều có cùng chung một mục đích là đây không phải là một cuộc thi sắc đẹp đơn thuần, mà đây là một cuộc thi nhằm lan tỏa một giá trị tích cực cho xã hội, nhằm xây dựng một cộng đồng văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Be brave and stop bullying. Hãy dũng cảm và ngừng bạo lực. Tiêu chí để chọn người chiến thắng cho cuộc thi thì như lúc đầu chị Lan Hương đã chia sẻ, ở cuộc thi này tiêu chí sắc đẹp sẽ được đặt xuống vị trí thứ hai. Còn vị trí thứ nhất là chúng tôi muốn tìm một người chiến thắng có trí tuệ, bản lĩnh và có thể lan truyền thông điệp tích cực của cuộc thi là Be Brave and Stop Bullying. Tôi mong muốn rằng người chiến thắng trong cuộc thi này có thể sử dụng tiếng nói và hình ảnh của mình lan tỏa đến mọi người nhằm xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn, không còn bạo lực. Cảm ơn bạn đã xem tin Hotpot trên kênh YouTube Lavion. Hãy nhấn like để lại bình luận và chia sẻ nếu bạn thích video này. Và đừng quên subscribe cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung săn sao, soi sao mới nhất nhé.